con thuyền sinh mệnh và dòng sông cuộc đời. Nhân sinh tại thế giống như một con thuyền, nếu mang quá nhiều ham muốn vật chất, hư vinh và phù phiếm trong chuyến hành trình của cuộc đời, con thuyền sinh mệnh đó sẽ rất dễ bị mắc cạn, thậm chí có thể bị chìm nghiệp giữa dòng. Muốn đến được bờ bên kia của cuộc đời một cách suôn sẻ, bạn phải giảm sức nặng cho nó kịp thời, chỉ lấy những gì cần thiết để duy trì sự sống của mình ở mức tối thiểu, kiên quyết từ bỏ lòng tham và dục vọng trong tâm. Người xưa nói, nhân vị tài tử đều bị tử vong, tức là người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Câu nói thật chẳng sai chút nào. Cho tới cùng, danh và lợi đối với con người ta là một thứ chất gây nghiện và cũng là một loại cám dỗ lâu dài. Không kể ra thì chúng ta cũng biết, TV báo đài cũng thường đưa tin, trong cuộc sống có rất nhiều người vì lòng tham làm cho mở mắt, dễ dàng đánh mất đi lý trí mà vướng vào bẫy của những mô hình kinh doanh, bán hàng, hội phường siêu lợi nhuận, bỏ một ăn 10, bỏ 10 ăn 100, để rồi nhận kết cục đáng ngắc, dẫn đến cảnh nợ nần tán ra bại sản, nhà tan cửa nát, vợ chồng con cái chia ly, thậm chí vong mạng nơi trần gian. Một triệu phú giàu có, cứ cách một thời gian, ông lại dẫn theo vợ con đến nơi hỏa táng để xem. Có người không hiểu hỏi ông nguyên do. Ông nói rằng chỉ cần đến nơi hỏa táng, cái tâm nóng này sẽ rất mau chóng tĩnh lại, thấy danh lợi tiền tài thật nhẹ nhàng. Đời người đua chen giành giật tranh đấu, nhưng đến khi nằm xuống lại sẽ giống hệt nhau. Không cần biết lúc trước bạn là người quyền cao chức trọng, uy danh hiển hách, hay là một người bình thường khổ hạnh nghèo đói, cuối cùng đều chung một tư thế: lặng yên nằm xuống, sau đó bị đưa vào bên trong lò hỏa táng đang bốc cháy ngùn ngụt, và khi trở ra lần nữa chỉ là nắm tro tàn được bọc trong một tấm vải đỏ. Tiền của, vật chất, đến khi ra đi cũng chẳng thể mang theo được, thứ mang theo chỉ là một làn khói mỏng. Chớp mắt vinh hoa phú quý thoáng qua, ân ái tình thù cũng chỉ là cát bụi. Vậy thế, tuyệt đối đừng bao giờ vỗ ngực tự đắc rằng tôi là người có tiền, và hãy khắc cốt ghi tâm mà nhớ rằng đừng quên sức khỏe mới là tiền vốn. Không có sức khỏe thì không có cách nào tận hưởng hết niềm vui của cuộc đời. Đừng xem áp lực thành động lực, lao động quá sức để rồi tổn hại bản thân. Đừng nghĩ rằng bác sĩ là người có thể cứu lấy mạng sống của bạn. Thật ra không phải như vậy, chính bạn mới là người quyết định, dưỡng sinh quan trọng hơn cứu mạng. Đừng mong nghĩ rằng cho đi sẽ được báo đáp lại, chỉ có không kể báo đáp mới có thể hành thiện tích đức. Đừng xem nặng danh lợi quá, sau khi hào nhoáng qua đi, bạn mới nhận ra mọi thứ đều chỉ là những mây khói nước chảy bèo trôi. Đừng nghĩ rằng hỏi han là quấy rầy, những người thường gửi tin nhắn cho bạn nhất định là người trong tâm có hình bóng của bạn. Đừng bỏ mặc những người có duyên với bạn, bởi vì sau khi vinh hoa qua đi, bạn mới hiểu được rằng rất nhiều người sẽ rời xa bạn. Khi ấy bạn mới thấy tri kỷ thật khó tìm. Chớ nghĩ rằng làm quan thì ngầu hơn dân, bởi quan nhất thời, dân vạn đại. Một khi bị mất chức, cuối cùng vẫn chỉ là một người thường dân mà thôi. Sinh mệnh của con người ta cũng giống như chiếc thuyền trôi trên dòng sông cuộc đời. Cuộc cải vật chất càng ít thì sức chuyên trở của sinh mệnh càng nhẹ. Vì vậy, nếu bỏ được lòng tham thì nhẹ nhàng tiến lên, con người sẽ sống khoáng đạt, an yên, tự tại hơn. Sông sâu nước chảy không ngừng, mãi trôi đi không bao giờ trở lại. Cuộc đời con người quả không gì dễ dàng, báo đắng cay mặn ngọt, lúc vui buồn hợp tan. Chúng ta vẫn phải sống tốt. Trong những năm còn lại của cuộc đời, cần sống một cuộc sống theo cách mà mình mong muốn. Ban đầu chúng ta đến với thế giới này là vì không thể không đến. Cuối cùng chúng ta rời khỏi thế gian cũng bởi vì không thể không đi. Không ai có thể tránh khỏi được quy luật sinh lão bệnh tử. Nhưng quá trình ở giữa đó thì chúng ta có thể sống tùy theo ý mình.
Làm vui lòng người khác chi bằng hãy làm vui lòng mình. Cuộc sống khốn khổ thì mình hãy sống tràn đầy ý thơ. Thế gian bạc bẽo thì mình hãy sống tình sâu nghĩa nặng. Đó mới là sống có bản lĩnh. Thế gian có muôn hình vạn trạng cách sống. Bạn chọn cách sống như thế nào thì kết quả nhận lại sẽ tương ứng như thế. Nếu cuộc đời của bạn lấy tiền bạc làm trung tâm thì bạn sẽ sống rất khổ. Nếu cuộc đời của bạn lấy con cái làm trung tâm thì bạn sẽ sống rất mệt. Nếu cuộc đời của bạn lấy ái tình làm trung tâm thì bạn sẽ sống rất đau lòng. Nếu cuộc đời của bạn lấy so đo làm trung tâm thì bạn sẽ sống rất phiền toái. Nếu cuộc đời của bạn lấy khoan dung làm trung tâm thì bạn sẽ sống rất hạnh phúc. Nếu cuộc đời của bạn lấy hài lòng làm trung tâm thì bạn sẽ sống rất vui vẻ. Và nếu cuộc đời của bạn lấy cảm ơn làm trung tâm thì bạn sẽ sống rất thiện lương. Người ta nói khi bạn nằm trên giường bệnh, bạn sẽ chẳng còn sợ gì nữa. Vì sao vậy? Bởi lẽ khi đó chỉ có người khác sợ bạn. Bạn bè thân thích sợ bạn mượn tiền, cha mẹ sợ bạn chữa không khỏi, bạn đời sợ bạn làm liên lụy đến họ, lãnh đạo sợ bạn không thể quay lại công tác, vội vàng tìm người thay, bác sĩ sợ bạn không đủ tiền trả viện phí. Có hàng tá lý do để mọi người sợ khi bạn nằm trên giường bệnh. Đến lúc đó, nóng tính và kiêu ngạo sẽ hoàn toàn biến mất. Do đó, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân. Dù thứ gì đi nữa cũng không bằng bản thân mình. Duy chỉ có thân thể là của mình, thứ quan trọng nhất là tâm tính, đạo đức và sức khỏe. Học cách chăm sóc bản thân, yêu thương bản thân, cuộc sống chân thực như vậy, hãy trân quý. Khi bạn mệt thì sẽ có rất nhiều người nói với bạn rằng mệt thì đừng làm nữa. Nhưng có ai cho bạn tiền để chi tiêu không? Khi bạn mắc bệnh, sẽ có rất nhiều người nói với bạn rằng uống thuốc đi. Nhưng có ai cho bạn tiền để mua thuốc không? Khi bạn nói điện thoại của bạn đã bị hư hỏng, sẽ có rất nhiều người nói với bạn rằng hỏng rồi thì mua cái mới đi. Nhưng có ai cho bạn tiền để mua không? Khi bạn gặp khó khăn, sẽ có rất nhiều người nói với bạn rằng không sao đâu, cố gắng lên. Nhưng có bao nhiêu người có thể thực sự giúp bạn? Cháy nhà mới ra mặt chuột. Cuộc sống đều phải dựa vào mình nỗ lực. Nếu không cố gắng thì chẳng ai có thể cho mình cuộc sống mà mình mong muốn cả. Chỉ cần nghĩ thoáng thì sẽ hiểu rõ. Trên thế gian này, chỉ có bạn mới hiểu được bạn. Bạn đau đớn hay mệt mỏi thì chỉ mình bạn chịu được. Có thể có người cảm thông với bạn, nhưng cũng có thay đổi được gì nhiều đâu. Cuối cùng thu dọn tàn cuộc vẫn là phải dựa vào chính mình. Có những người bạn có thể kỳ vọng, nhưng đừng ỷ lại. Từng giờ từng phút khuyên răn mình, hãy nỗ lực, hãy kiên cường. Trời mưa thì được trơn, mình trượt ngã thì tự mình bò dậy. Đường ai người ấy phải tự đi, mệt hay không thì tự mình biết. Nước mắt ai người ấy tự lau, chẳng người nào có thể thay thế được mình. Sức mạnh của sinh mệnh chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuyệt vọng là tả, hy vọng là hữu. Nếu bạn muốn trở thành một người thành công thì hãy cổ vũ cho điều tốt nhất của bản thân. Hãy để sự tích cực đánh bại tiêu cực. Hãy để sự chân thành đánh bại thói đạo đức giả. Hãy để hạnh phúc đánh bại sự u sầu. Hãy để siêng năng đánh bại sự lười biếng. Hãy để mạnh mẽ đánh bại sự ủy mị. Miễn là bạn muốn, bạn hoàn toàn có thể là bản thân tốt nhất trong suốt quãng đời còn lại. Không ai có thể điều khiển được bạn ngoại trừ chính bạn. Thay vì phàn nàn, hãy nỗ lực. Bạn nên hiểu rằng mọi thất bại đều là để chuẩn bị cho thành công. Phàn nàn và chán nản chỉ làm cản trở tốc độ thành công của bản thân. Buông bỏ phàn nàn và sẵn sàng đón nhận thất bại là thái độ của một người khôn ngoan. Là vàng thật, chỉ cần bạn đừng để mai một, chỉ cần bạn tập trung tỏa sáng, thì có ngày bạn sẽ tỏa ánh hào quang. Châu mất dĩ vãng mà không muốn bước tiếp. Buông bỏ quá khứ để sống hạnh phúc hơn. Cố gắng thay đổi tâm trí của bạn, điều chỉnh tâm trạng của bạn, học cách bình tĩnh chấp nhận hiện thực. Học cách nói chuyện với chính mình để thuận theo tự nhiên. Học cách bình tĩnh đối mặt với nghịch cảnh. Học cách nhìn cuộc sống theo hướng tích cực. Và học cách nghĩ về những điều tốt đẹp trong mọi việc.